Dù có không còn trên chính trường thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là một cái bóng đối với lại các nhân vật phản bội và chống đối ông ta trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Như là một tấm da hổ được treo trên tường, cũng khiến cho những loại cầy cáo phải khiếp sợ. Thông tin Nguyễn Tấn Dũng làm đơn xin nghỉ được đại hội chấp nhận gây bất ngờ cho nhiều người. Nhưng trong nền chính trị ở Việt Nam, không phải cứ rời khỏi chính trường là không còn cái gì cả. Trường hợp của Nông Đức Mạnh là trường hợp đặc biệt duy nhất khi về hưu không còn chút ảnh hưởng gì. Có rất nhiều trường hợp dù rời khỏi chính trường nhưng ảnh hưởng rất lớn. Có thể thua keo này nhưng từ hậu trường có những chiêu thức để hạ bệ được đối thủ đang trên chính trường. Trường hợp Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt là nỗi ám ảnh cho các quan chức lãnh đạo cao cấp của Cộng sản dài đến 10 năm. Nhiều nguyên thủ quốc gia các nước khi đến Việt Nam làm việc họ đều hiểu điều đó. Nguyễn Tấn Dũng có thể rời khỏi chính trường, nhưng ảnh hưởng của ông không phải dễ dàng gì, ngày một, ngày hai là hết. Nhất là ông từng tung hoành gần 20 năm trong bộ chính trị và ông phải rời cuộc chơi trong một tư thế ngẩng cao đầu. Các đối thủ của ông liên kết với nhau và dùng đến tiểu xảo áp đặt cuộc chơi đầy bất công. Chỉ có cách phá được cuộc chơi ấy bằng một cuộc binh biến, nhưng ông Dũng đã không làm. Ông chấp nhận luật chơi của đối thủ và đã rời cuộc bằng số phiếu ủng hộ đáng tự hào nhất cho người rời cuộc chơi. Nói một cách khác, ông Dũng còn rất nhiều vốn liếng để lại chính trường. Đó là sự uy tín của ông đối với quốc tế, những trợ thủ của ông và đông đảo người dân muốn ông làm lãnh tụ. Đấy là nhiều nguyên thủ về hưu có ảnh hưởng trước kia cũng không có được bằng ông. 5 năm tới, dàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối chọi với rất nhiều khó khăn. Bức xúc của nhân chúng dâng cao. Kinh tế lụi bại, cả 4 gương mặt tứ trụ đều không có ảnh hưởng và kinh nghiệm gì trên quan hệ quốc tế cũng như kinh tế đối ngoại. Đặc điểm của 3 trong 4 nhân vật này, nổi bật nhất là tài cai trị xã hội theo đường lối độc đoán của ý thức chủ nghĩa xã hội. Trong dự thảo mà lớp lãnh đạo mới đưa ra, đặt nặng nhất là vấn đề xây dựng đảng, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội, kiên định lý thuyết Mác Lê và duy trì kinh tế định hướng chủ nghĩa xã hội. Một sự tan hoang ở phía trước đang chờ họ. Món nợ nước ngoài lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, lãi ròng mỗi năm lên đến gần 2 tỷ Mỹ Kim. Cộng với sự phẫn uất của người dân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vì các vấn đề về giao thông, giáo dục, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Những uất ức này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đường lối và nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 chỉ đối phó được với những cuộc biểu tình đòi dân chủ, tự do tôn giáo, chủ quyền. Nhưng khó lòng mà đối phó được với sự bùng nổ từ những quyền lợi sát sườn của người dân bị ảnh hưởng khắp nơi trên đất nước. Trong bối cảnh tương lai xã hội bè bét như thế, với ảnh hưởng của mình và những vốn liếng còn lại trong chính trường, Nguyễn Tấn Dũng có thể trở lại chính trường bất kỳ lúc nào trên cương vị không phải là một người cộng sản. Đó là khả năng của ông có thể làm được. Còn ông có làm hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Phía trước là những đống bùn lầy. Cỗ xe của Nguyễn Phú Trọng vừa sắm chắc chắn cho sự tồn tại của chế độ, nhưng lại quá nặng nề để đi bắt nhịp cùng thế giới văn minh về kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Với cỗ xe ấy và những nhân sự ấy, tốt nhất nên đóng cửa, bế quan tỏa cảng. Nó chỉ phù hợp với thời kinh tế bao cấp, duy ý chí. Thật thích hợp với điều đó khi mà một ông công an chuyên ngành trấn áp nhảy phắt lên làm chủ tịch nước. Một ông cào bằng giấy ở văn phòng nhảy lên làm thủ tướng. Một ông già giáo điều luôn miệng niệm chú chủ nghĩa Mác Lênin làm tổng bí thư. Sau thời kỳ của Lê Duẩn, chưa bao giờ trong nhân sự tam đầu chế lại thảm bại như vậy. Tôi vào Liên Hợp Quốc. Tiếc rằng, cho tới năm 1977, Việt Nam mới trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Trong 30 năm qua, với tư cách thành viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn hoạt động tích cực cho sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc đưa Đông Nam Á từ một khu vực bị chia rẽ, đối đầu bởi chiến tranh, trở thành một khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và đang hướng tới hình thành
cộng đồng ASEAN với ba trụ cột: chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Việt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, bảo đảm chủ quyền, độc lập của các quốc gia, thúc đẩy các chương trình phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu, thiết lập mối quan hệ chính trị, kinh tế quốc tế bình đẳng và cùng có lợi giữa các quốc gia. Việt Nam kiên trì thực hiện chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 174 nước và đã có quan hệ kinh tế thương mại với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế và khu vực. Gần đây nhất, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam từng được tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo của nhiều cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc và hiện đang cùng các tổ chức của Liên Hợp Quốc thực hiện thí điểm tại Việt Nam sáng kiến một Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam. Những thành tựu quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đã giúp Việt Nam hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là về xóa đói giảm nghèo, trong đó có sự giúp đỡ rất có ý nghĩa của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi luôn quan tâm thúc đẩy sự hợp tác Nam Nam. Tuy còn là một nước nghèo, nhưng Việt Nam đã nỗ lực tham gia chương trình hợp tác ba bên giữa Việt Nam với một tổ chức của Liên Hợp Quốc và một số nước châu Phi trong phát triển nông nghiệp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào những hoạt động của cộng đồng quốc tế, từ năm 1997, Việt Nam đã chính thức ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhóm các nước châu Á đã đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của châu lục và cảm ơn sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên khác của Liên Hợp Quốc. Việt Nam ý thức sâu sắc về vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề của cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, một cơ quan được trao trách nhiệm hàng đầu trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Được bầu vào cương vị này, Việt Nam sẽ quán triệt tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác chặt chẽ với các ủy viên khác và sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào việc thực hiện sứ mạng cao cả của Hội đồng Bảo an. Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các nước góp phần làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột trên thế giới. Việt Nam sẽ thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một quốc gia tham gia tất cả các điều ước quốc tế quan trọng về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việt Nam lên án và chủ trương loại trừ chủ nghĩa khủng bố quốc tế dưới mọi hình thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tham gia các cơ chế cả trong và ngoài Hội đồng Bảo an về việc tăng cường hỗ trợ tái thiết và phát triển cho những nước vừa trải qua xung đột, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của một quốc gia đã trải qua quá trình tái thiết và phát triển với nhiều vấn đề phải xử lý sau các cuộc chiến tranh ác liệt và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nhận rõ vai trò tích cực của các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã đóng góp tài chính và đã tham gia một số hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc thiết lập hòa bình tại một số nước. Việt Nam đang hoàn tất quá trình chuẩn bị liên quan đến việc tham gia một cách có hiệu quả
vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc phù hợp với điều kiện và khả năng của Việt Nam. Để Hội đồng Bảo an hoạt động hiệu quả hơn, chúng tôi chia sẻ quan điểm là cơ quan này cần đổi mới hơn nữa trên cơ sở tăng cường tính đại diện rộng rãi và dân chủ hơn trong phương thức hoạt động. Chúng tôi cũng ủng hộ Hội đồng Bảo an tăng cường quan hệ với các tổ chức khu vực. Chúng tôi vui mừng trước việc ASEAN và Liên Hiệp Quốc vừa chính thức ký thỏa thuận về sự hợp tác tại khóa họp Đại Hội đồng lần này. Tôi tin tưởng rằng với chính sách đối ngoại rộng mở, mang tính xây dựng và những đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển trên thế giới, Việt Nam sẽ được các nước thành viên bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt trọng trách này. Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm trong đời sống quốc tế, xứng đáng với sự tin cậy của các quý vị. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành chúc khóa họp của Đại Hội đồng thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân thế giới vì hòa bình.